Nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng. Năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ, ở quận nhất ạ. Rồi mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con là hình tượng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress, hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà như lúc mà mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên một xíu? Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thực sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm việc nhà. Con cảm thấy là không phù hợp á. Hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con coi. Cho nên con đều chia tay. Sau đó chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Dạ. Vậy cái người em đàn ông bên mối đây tình, sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Người ta xinh xắn nè. Trời gái dễ thương quá đậu đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Không được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Không, người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói mà ta yêu thương. Gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp chút thôi. Tóc thì cũng sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt nông nút luôn á. Con gớt nông nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự, một cái, có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở đúng tuổi rồi trẻ, rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy. Bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em.
Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi hai về ba nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha, người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Rồi nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh. Không cần là ai, không có một ai khác cho em vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Và đó bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng đó mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vy bà tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa đó. Ra rồi giờ không vô có được cách luôn. Nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha. Mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kiềm tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kịt quá, gia trưởng. Nên em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe. Chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Thường thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ em nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có. Em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về. Về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á. Mà nhỏ con, hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gõ cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi rồi tiếp tục đi học đại học. Khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng.
im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghét rồi nó ra đi luôn rồi nó không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Ta hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó. Ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh thằng đó. Cuộc đời tôi 36 năm anh chưa. Chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Rồi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh mục 1995, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty cấm sứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên dạ. môn của mình đó. Chị em làm văn phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi. Hồi nãy nhìn nói hiền là khô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nấu ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dù như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Trong đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, người ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Chua trứng. À cà chua canh trứng. Canh mây đó. À. Đổ cà, đổ mây mà đổ trứng canh vô thành mây. Canh kim chi, kim chi thịt heo. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi dạng là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường... nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ nhưng có mà... nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì... không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện.
Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tuổi ngày chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá ạ. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc rồi. Nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Ta hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, bà mối này biết rồi. Nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết thôi. Chị hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ 3 mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu, có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bạn khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn coi giống mình bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe này, bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó, bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa Thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá dạ. Trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Tại khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ủa, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng... Có chú nữa con. Dạ, cháu rất ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời dạ. Ơi, thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên nó. Dạ. Chị rất là cảm ơn em. Em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước, để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu.
muôn nghìn cùng sống xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là 1.200 năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào? Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì phỏng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình. Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thực sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần, nếu ta thương quá 1 tuần. Nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ dạy đâu có. Vợ dạy đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nó vui. Đó. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Thấy nhà trai ra lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy chứ con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Fan. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ. Con. Trời ơi. Anh sẽ xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. Dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại. Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm với không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3
nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác, con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú. Tuyệt vời lắm nha. À, dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này. Cũng như là cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thiều Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tính. Cái công việc của em nó hay đi xa. Thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái chuyện đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chúng không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gắn cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi, còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay. Xa mặt cách lòng á ha? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi đợi đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó còn thiếu nó biên độ, nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi đâu, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được. Hợp lý rồi, bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi. Đủ.
Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. À, bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để đi qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. À, chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? À, con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? À, con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm, hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu, đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn, rồi mình trải nghiệm luôn. À, hợp lý. Hợp lý chứ, mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ em rất là cảm ơn món quà của anh ạ. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tất nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe, nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được, chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Như khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có những nghĩ như thế. Tự trách và mình thân tự trách mình, mình xấu hổ và mình nói không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó.
Dạ thì em hiện tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái. Nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vậy em hát được. Đó. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì. Hơi nhát gái chút xíu. Rồi, thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đang phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. À, dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Dạ, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Hai nắm tay, cứ nắm tay. Ở còn Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Một, hai, ba. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây, con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Quen nhau được 2 năm. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Chào anh trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quyền Linh. Chào kính em. Chào anh bên kia. Em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh Hoa, năm nay em 27 tuổi. Quê của em ở Huế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ạ. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ, em làm ở quận 1 ạ. Rồi, mời em trai. Dạ. Em xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào đằng ấy nha. Dạ vâng, chào anh. Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi. Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của
công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Đang làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại là em đang làm ở dưới Nhân Trạch, Đồng Nai. À. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì công ty có xe sáng đưa đi tối về. Rồi, là tốt rồi. Dạ. Bây giờ em có còn nói được tiếng Huế không? Dạ, có. Em nói tiếng Huế đi. Bạn ơi, bạn có thích con gái Huế không bạn? Ủa, mình cũng thích lắm chứ. Đó, mình nói tiếng Huế. Tại vì á, em biết không, cái tiếng Huế dễ thương lắm. Dạ. Cất cái giọng Huế lên là cảm tình liền, thương liền vậy đó. Dạ. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên. Em từng tốt nghiệp sư phạm lý, loại giỏi. Em tích cực trong công việc, siêng năng, chăm chỉ. Em biết nấu ăn, điểm yếu. Dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lặng mà. Vậy đó hả? Tại em học khoa tự nhiên. Ồ. Rồi em trai. Điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ. À. Hát mọi lúc mọi nơi. Ừ. Dạ, em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo. Ừ. Hát liền, hát liền luôn. Một cái bài nào đó mà hay nhất ơi, thử coi, nó sung lên nào. Vâng, vâng. Ừ. Em sẽ lòng nóng trường quay bằng một bài em ưa thích. Ừ. Bài hát mang tên Em Gì Ơi. À, Em Gì Ơi, Em Gì Ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi máu đời phong ba. Độc thân bước chân sơn hà, giờ tung bay khúc nhạc mê say. Nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai. Ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Oh yeah, yeah, oh, yeah. Em thích ạ. Xin cảm ơn. Được, vui. Bên đây tôi đáp lại liền nè, bên đây đáp lại liền. Đáp lại đi. Dạ vâng, em xin hát một đoạn trong ca khúc là Tình Huế. Tình Huế. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vương thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phải rưng rưng bờ vai. Ô, bà nữ gì ơi, giọng em ngọt quá. Giọng anh ăn. Hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó. Dạ. Bây giờ em trai, em có điểm yếu gì không? À, điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. À. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Ừ. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Sợ cô đơn? Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ em về chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn? Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp cho nên là thôi ạ. À, vâng. Rồi đàn gái. Để bên đây người ta nói về tình trường nè. Ừ. Em dạ. Nói thử nghe coi. À, em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Ồ vậy hả, lý do chia tay vậy? Dạ, lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc. À. Nên em quyết định là dừng lại. À. Dạ, em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ, em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ, quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ, em hy vọng trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm? Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, kia 27. Có, vâng. Bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? À, và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cơ? Dạ em cao 1m55 luôn ạ. 1m55 đó, đúng nhầm luôn. À, còn một cái thứ ba ấy là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Rồi bây giờ á là cái mẫu hình của em về nhan sắc á thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, mẫu hình của em về nhan sắc ấy hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi. Vâng.
tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ á chị. Thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì với em thì dù sao cũng được, bởi vì em thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường, vì vậy bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm. Mà ví dụ đẹp thì em tính sao? Nếu thế thì quá tốt đi sao chị? Quá đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn. Đúng rồi. Bởi bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bạn bên đây là ngộ lắm, không biết sao đẹp vậy mà không có vệ tinh, nó quên chưa hỏi. Em, dạ. Tại sao vậy? Tại sao mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy? Em cũng từng lên các app hẹn hò để mà kết bạn, thì cũng nói chuyện, lúc đầu thì thấy cũng hợp, sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn. Em thấy kỳ quá, sao em sợ, em không dám đi. Không dám đi luôn, dạ, và vâng. Quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn. Đúng rồi, em tin tưởng chương trình, mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi cái nửa yêu thương của em muốn sao? Dạ, về ngoại hình thì cân đối, gương mặt là dễ nhìn. Cân đối dễ nhìn có luôn. Không, dạ, về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn. Quá hoạt bát, nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi. Vâng, có thể còn hoạt bát hơn nữa. Ừ, rồi, sao nữa? Sao nữa? Bây giờ ngoài ra thì gọn gàng sạch sẽ. Có không nè, cái này có gọn gàng sạch sẽ hay không? Cái này em đảm bảo. Đảm bảo luôn đúng không? Rất sạch sẽ. Okay. Ở nhà lau nhà, quét nhà thường xuyên. Qua coi đàn gái coi mắt cái đã. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe. Trời ơi. Dạ, cảm ơn. Chào anh. Chịu á, đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó. Ông nhìn nhận thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không? Giống á. À, cái nét đẹp này là nét của thần tiên tỷ tỷ. Đây cũng giống rồi nha. Nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á. À, em không thích điều gì đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông nóng tính, vụ phu, gia trưởng, bạo thủ, keo kiệt. Đúng rồi, ai mà thích cái mẫu người đàn ông đó trời. Vũ phu được keo kiệt nữa, có vũ phu không? Không anh, em rất là hiền. Đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái. Nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao? Thì mình cười thôi. Hay vậy? Bởi vì sao, bạn gái đánh tôi có mạnh đâu. Đủ đánh mạnh luôn rồi sao? Cũng không sao hết. Rồi nhớ nha. Em nhớ mà. Ừ. Rồi vậy được ha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nha. Dạ vâng. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và một số bạn bè. Đại diện nhà gái đi. Tôi là chú và cũng là đồng nghiệp của cháu Hoa. Cháu Hoa ở cơ quan tôi ấy, thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi, cho nên cái sự giao tiếp và sự nói cũng không có. Mà cháu Hoa thì cháu làm việc rất siêng năng, mà tính tình thì ở cơ quan thì ai cũng quý. Chú nói với cháu là bây giờ nếu như cháu dạ. Cảm thấy hai đứa bấm chuông với nhau, mà chú cảm thấy là cháu là những người mà có tính chất là thông minh và công việc cũng là chu toàn rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Chú mong muốn các cháu là nên bấm chuông với nhau. Chú chúc hai cháu là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú ạ. Trai đi với ai? Dạ, nay em đến cùng với mợ em ạ. Rồi, xin chào nhà trai. Em xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào anh Quyền Linh và chị Vân. Mợ trẻ dữ vậy mợ. Tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa, nên hôm nay em là mợ của Thắng. Thì hai vợ cháu ở gần nhà nhau, nên em đi cùng với Thắng. Thì Thắng thì nói chung là hiền lắm. Nó cũng không biết nói chuyện, không biết tán gái mấy đâu. Nên chị mợ thấy là bé này là rất là dễ thương á Thắng. Nó phù hợp với lại bên mình. Dạ vâng, bên mình cháu trúng số đúng không ạ? Nên mợ nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để... Trước chắc là mình làm bạn, sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn. Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn mợ. Mợ nói nó khờ, nó có khờ đâu. Lanh lắm á, tự tin nữa. Rồi, cảm ơn mợ. Rồi, vậy là mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Nào, mở rào. Việc là của mình đó. Cố lên nào. Đó, nhìn kìa, đó. Tấn công. Anh chào em. Dạ, chào anh. Trời, người đâu dễ thương vậy em. Cảm ơn anh. Trời ơi, em nhìn hơi ngại. Hơi ngát luôn được không? Rối rồi, bạn nam rối là rối chắc luôn rồi. Anh tặng em cái đèn ngủ này. Dạ. Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh. Dạ. Dành cho em. Dạ. Vào mỗi đêm. Cảm ơn anh. Chúc em ngủ ngon. Dạ. Em ngủ ngon nha. Vâng. Em còn có một món quà để tặng anh.
Rồi giờ mình tặng gì nè? Em có quyển sách tặng cho anh. Quyển sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh thử đọc và nghiên cứu. Có gì hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ. Anh sẽ đọc liền. Dạ, em lên đây cũng hồi hộp. Em cũng có một số câu hỏi đố vui để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Câu hỏi đố vui thôi ạ. Mời em. Dạ vâng. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? Các bạn có thể trợ giúp cho anh. Được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt. Thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu trên đó được. Cái này là liên quan một bài ở vật lý lớp 10, đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng. Và đó là hiện tượng không dính ướt. Rồi câu hỏi thứ hai nha, cầu vồng xuất hiện khi nào? Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em. Đúng rồi, sau cơn mưa là vào mùa hè. Rồi câu thứ ba, ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn? Định luật vạn vật hấp dẫn là do Newton tìm ra. Chính xác, Isaac Newton. Câu thứ tư, tại sao quả táo không bay lên trời mà là bị rớt xuống đất? À, thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi. Vì sao ạ? Thả anh em rớt xuống đất vậy. Bởi vì mọi vật đều có trọng lực. Với lại là lực hút của trái đất. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng đó là 1kg bông và 1kg sắt thì cái bên nào nặng hơn? Câu này nghe quen lắm. Dạ, câu này đố vui mà. Hai cái nặng bằng nhau em. Dạ, ok, đúng chính xác. Cảm ơn anh nha. Thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa? Dạ, chưa biết ạ. À ừ. Cho anh câu trả lời nhanh nhé. Dạ. Bạn Nam là cũng học đại học Bách Khoa đó là thì bên đây ta học vật sư phạm vật lý rồi. Ồ. Hai người check qua check lại đó. Lúc trước anh còn thi khối A không? Đúng rồi em. Dạ. Trời ơi, này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghê sầu luôn. Đứng nhất lớp rồi, gần như là lớp trưởng khoa luôn. Vượt qua vòng 1. Bây giờ mình trở về ghế mình trò chuyện với nhau nào. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Hiện tại thì em đang ở với ai? Dạ em ở một mình ạ, à. Em ở trò ở Bình Thạnh ạ. À. Thế ở một mình có buồn không em? Dạ có chứ ạ. Cô đơn lắm anh ạ. Trời ơi, những lúc cô đơn đó, bây giờ có anh rồi, anh cũng rất sợ cô đơn. Dạ. Anh thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại ạ? À? Anh thì phụ nữ nào cũng được hết. Biết sao chịu đồng ý anh là được. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, bao dung vì tha, quan tâm chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. À, đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh hả? Không, em không tin. Tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian. Đúng rồi, cần thời gian tìm hiểu nhau. Nó cũng giống như cái cây vậy, nó cần phải được chăm bẵm để nó sinh sôi nảy nở phát triển và ra hoa kết quả. Đó mới là quả ngọt. Chính xác, lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau. Để sách đèn cầm cho. Bước tới cô gái, nãy giờ mình cảm nhận gì, trái tim có rung động chưa? Mình nói cho gái biết và mình mong muốn điều gì, em mình cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện. Cứ nghĩ sao nói vậy, hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau. Sao anh run vậy? Em rất là xinh đẹp, em nói chuyện rất là có duyên, em rất là đa năng. Cảm ơn anh. Nhà, thì em nghĩ lên đây là cũng là một cái duyên. Nên chúng ta cùng trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hát một bài tặng cô ấy tiếp. Anh ơi, để em suy nghĩ bài được mà. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Anh sẽ hát em bài Sóng Tình. Này người yêu dấu ơi, em là nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng vàng, em đẹp như ngàn năm cô tinh. Biển dịu êm vần mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với ánh mắt và nụ cười, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười, hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em. Nhau rồi đi cả mấy. Đây là cặp đôi mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau. Và chúng ta hãy để tay về nút bấm. À anh ơi, cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ? Được luôn. Vâng. Em có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà ấn nhớ ấn mạnh nha em. Ta bấm luôn rồi đó. Nào, 3, 2, 1. Được đấy. Đấy, bấm tay luôn. À, sao nhỉ?
sóng đã đưa em đến với anh. Nhưng đây không phải là sóng của Xuân Diệu, mà là sóng của HTV. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Rồi, thôi bây giờ một cái thủ tục đầu tiên là mình phải làm ngay và liền thôi. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi nào. Em ơi, em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Câu này hay quá, thương quá, giật chốt an toàn. Trời ơi, câu mới nghĩ ra đó, mới nghĩ ra ngay tức thì luôn. Mới nghĩ tức thời luôn hả? Đúng rồi, tất cả sinh tình mà. Chân tình hay quá nhỉ, giật chốt an toàn.